Chứ còn tôi thấy là người bí ẩn này nó thật sự đã nhờ chị rồi, mà chị lại dùng cái đồng tiền đó chị đi nhờ người khác nữa. Tôi nói là tính chất bắt cầu không có chơi, tính chất bắt cầu không có chơi. À, cái này tôi thấy là nó thật sự gia đình cũng nên đâm một cái đơn để mà tố giác vấn đề này. Biết đâu ra công an hiện bây giờ đó, biết đâu ra công an cái sự việc của chị Kim Hà sẽ sáng tỏ. Biết đâu ra công an đó, sự việc của chị Kim Hà sẽ sáng tỏ. À, cho nó thật sự quý bà con đó, cứ giao cho chị người bí ẩn này, tôi cảm thấy là rất quan ngại. À, tôi là một người ngoài nhưng tôi có một cái sự nhìn nhận, một cái vấn đề khách quan là tôi đã không tin tưởng về cái chị người bí ẩn này. Ai đâu biết được quý bà con, xã hội mà, chị này chẳng qua cũng là một người ngoài thôi. Nói thật sự chị người bí ẩn này là một người cũng là dâu gì đó, chứ thật sự cũng là một người ngoài thôi, nó chẳng là cái gì cả. Đó. Yeah. Mà gia đình lại đặt hết niềm tin, gia đình lại đặt hết niềm tin, đưa cả tiền xem như là dâng hết tài sản cho họ luôn rồi. Thì bây giờ người ta làm không được việc thì mình cứ là từ trước giờ mình nhờ người ta sao đưa tiền như thế nào, cái nội dung mà người ta ngay từ ban đầu người ta vô tất cả mọi cái người ta hứa hẹn mình sao, thì bây giờ cũng làm trên một cái đơn thư để mà ra mà tố giác vấn đề này và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mở rộng điều tra. Chứ tôi nghĩ rằng một mình cái chị người bí ẩn thì chị không có thể nào, chị không thể nào mà nó thật sự chị ngốn hết một cái số tiền mà 4 tỷ 530 triệu mà không có kết quả. Tôi nghĩ sau lưng chị này cũng có một số người nữa. Thì bây giờ ai là người đứng sau hay là ai là người cùng đồng hành với chị thì tôi nghĩ rằng sẽ ra thôi. Chỉ cần là đưa đơn ra là tất cả mọi việc nó sẽ sáng tỏ. Đó, và gia đình biết đâu cái cơ hội này cũng là một trong những cái vấn đề mà để lấy lại cái số tiền đó. Và vấn đề thứ hai cũng giống như đêm hôm tôi đang chia sẻ, cũng giống đêm hôm biết đâu người này là tay trong tay ngoài gì của một số người khác thì sao. Đó, ai đâu biết được quý con. Có một cái câu nói đó, tiền không thể mua được cái chi, nhưng mà nhiều tiền tôi nghĩ là mua được rất nhiều vấn đề, đúng không ạ? Đừng có nói là nó thật sự một con người mà tôi nó trừ cái bao công thôi, trừ cái bao công mà coi như là nó thật sự ông ra ông phán xét là cái vấn đề là cái chỗ người bí ẩn này có công bằng hay không, chứ tôi thấy tôi nhìn thấy là có những cái là cái dấu hiệu đó. Chị nhận tiền người ta, bây giờ chị lên chị nói là đây là cái sự sơ suất, đây là một cái sự là do lỗi bản thân chị cũng có một chút. Tôi nói lỗi chị là 100%, không có chút nào hết trơn. Đó không? Chị nhận tiền người ta, bây giờ chị không phòng tạm trách nhiệm, mà chị còn lên chị ma mị đây cái lỗi của tôi có một chút. Tôi nói là lỗi chị là 100%. Chị cũng phải nên, nó thật sự bây giờ đó, cũng phải nên ngồi lại với gia đình đi, rồi làm cho nó rõ trách nhiệm của ai. Trách nhiệm của ai và số tiền đi đâu về đâu. Cái vấn đề quan trọng bây giờ là cái số tiền trả lại được thì cứ trả lại cho dì hai, ít ra bà lấy được lại những cái tài sản của bà. Chứ bây giờ chơi chiêu bài bây giờ nó thật sự thấy đăng cái clip lên rồi cái điện qua rồi cái như là cũng là hăm dọa, đang có dấu hiệu hăm dọa chỗ là anh Tuyên, bảo rằng trước sau thì mình cũng gặp nhau, tôi đã gặp nhau trong cái phương diện nào đó, mình cứ làm đúng đi. Còn tất cả mọi vấn đề tôi hỏi rằng đó, tôi hỏi rằng ngay từ đầu chị nhảy vô, chị nhảy vô chị hứa cộng đồng mạng sao, không có nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, đến bây giờ người ta không còn gạo ăn, người ta lên cộng đồng mạng giúp đỡ, thì chị nghĩ sao? Bản thân chị là tuyên bố một ngày thu là cái cả tiền tỷ, bây giờ chị cũng là nên dùng lại một ngày để mà đi trả lại cho những cái khoản đó cho dì hai chứ, đúng không? Chứ làm chi mà là một cái gia đình của một nạn nhân mà đi tìm một cái sự công bằng mà bạn lại bỏ ra cái số tiền lớn như vậy quý vị. Một trong những cái xin thưa, mình bản thân mình nghe thôi là mình cũng cảm thấy có những cái nó sai sai rất nhiều trong cái câu chuyện này. Làm anh nó thật sự, ai mà nó thật sự nhìn cái gia đình người ta như vậy mà ngửa tay mà nhận một số tiền, tôi nói thà đôi 300 triệu, tôi nói sau này đây là tiền chi phí đi lại, thì không ai nói với con, ai cũng thông cảm cả. Nhưng số tiền đã lên tới tiền tỷ rồi, gần 5 tỷ bạc rồi đó, mà cái sự việc chưa tới đâu là đâu cả. Bây giờ nó cũng đang trong quá trình điều tra. Tôi nói lúc nào hỏi thì chị cũng nói đang trong quá trình điều tra. Tôi nói chờ gì hai mà chị gì mất đi rồi đấy là thâu cho nó bà con. Bây giờ theo chị mà cái như là cũng đang trong quá trình điều tra. Điều tra thì vấn đề chị cũng phải có cái mốc thời gian, khi nào tôi giúp cho gia đình, tới khi nào là tôi kết thúc.
Còn đằng này tôi hỏi quý bà con chơi cái chiêu bài mà lúc nào cũng đang trong quá trình điều tra. Để thâu bây giờ đó, gia đình đó cứ làm một cái đơn tố giác đi. Đấy, rồi để cơ quan chức năng người ta vào cuộc. Rồi chị này cái như đang có dấu hiệu chi, tôi nghĩ là ra hết á, cái số tiền là 5 tỷ bạc không phải là nhỏ đâu. À, tôi nghĩ là chắc cũng hơi lâu và dài đó. Chứ đừng bao giờ nó thật sự đi mà để mà trấn áp gia đình thế này thế khác. Tôi thấy là có những cái là nó không phù hợp. À. Và bây giờ tôi mời bà con nghe ý kiến của một vị khán giả liên quan trong vấn đề này. Bà con vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một lượt like nha quý vị. Và vui lòng chia sẻ giúp clip này để có một cái sự lan tỏa. Cái mình lên đây đó, nó thật sự quý bà con là rất thương gia đình dì Hai. Nhưng mà dì Hai cũng đừng vì vấn đề người ta hăm dọa hay gì cả mà cái là chùng bước. Cộng đồng mạng luôn luôn bên cạnh dì Hai. À, cộng đồng mạng tất cả mạnh thường quân người ta đang đứng về bên dì Hai, cho nên dì Hai hãy an tâm. À, không có vấn đề gì, mình sống trong một cái đất nước, trong một cái xã hội có pháp luật thì mình đừng có sợ bất kỳ một cái lời hăm dọa nào cả. Nếu như người ta hăm cứ lưu lại hết, nếu như người ta có những động thái gì cứ là quay phim chụp ảnh lại hết đó. Cộng đồng mạng và cơ quan chức năng tôi nghĩ không thể nào mà bỏ ngoài cuộc trong vấn đề này. À, trong đó có bản thân tôi. À, tôi nói thật sự không bao giờ nó có cái chuyện mà để cho những kẻ là cái như là đội đá vá trời ở đây. Làm anh cái chi cũng phải một cái nó rõ ràng chứ, lúc nào cũng bảo đang điều tra ở trong quá trình điều tra rồi không thể tiết lộ thế này thế khác, cũng không thể tiết lộ. Tại sao chị biết là Kim Hà không phải là chết vì tự tử hả? Không tiết lộ sao, tại sao chị lại có những cái kết luận đó? Khi bản thân chị có kết luận có nghĩa rằng là cái này nó đâu phải còn là bí mật đó. Mà chị điện qua Lợi Nguyễn, chị rớt xuống máy bay là người đầu tiên chị điện cho Lợi Nguyễn. Tôi cảm thấy nó có những cái nó sai sai. À, chị rớt xuống máy bay đó mà chị điện cho Lợi Nguyễn đó, là tôi thấy có những cái gọi là nó không có phù hợp rồi. Lợi Nguyễn cũng như bao nhiêu anh em khác cũng đã truyền tin. À, chứ không phải là Lợi Nguyễn là thay mặt được gia đình mà đã xem được cái này, cái nọ, cái kia. Đúng không? Tôi nói những cái mà chị cần cho Lợi Nguyễn xem, nhiều lúc là tôi cũng đang nghi ngờ là chị đang gọi nhầm người. À, chị đang cho nhầm người xem. À, và cái vấn đề thì cái như là để tôi đi có liên lạc với khán giả kia mà ảnh bận gì đó, thôi để tôi phân tích nốt cái vấn đề chỗ cái đoạn ghi âm mà chị gửi qua cho Lợi Nguyễn. Alo dạ nghe cô à. Chào em. Dạ chào cô nha. Em có biết tại sao bao nhiêu kênh YouTube mà tôi không lên mà tôi chọn ngay cái kênh của em không? Lại hỏi khó nữa. Chị điện qua thì người ta nghe chứ chị hỏi đó để làm chi? À, tại sao bao nhiêu kênh chị không lên mà chị lên kênh Lợi Nguyễn? Do đó thật sự từ trước giờ chị lên kênh Lợi Nguyễn thì bây giờ chị lên Thấu. À, trời ơi, hỏi câu mà nó thật sự quý bà con giống như bữa trước. Giống bữa trước là em biết em nói chuyện với ai không? Đây là một cái câu hỏi mệnh lệnh nha. Đây là một câu hỏi mệnh lệnh, hỏi là buộc anh phải trả lời đó. À, có nghĩa tôi nói với chẳng biết là ở ngoài đời ngoài xã hội chị này làm cái âm to bà lớn chi. À, nhưng qua cái cách mà chị này hỏi là toàn là hỏi những câu hỏi mệnh lệnh không? À, hỏi là phải buộc người ta phải trả lời. Đó là dành cho nhân viên nó quen rồi. Đúng không? À, mà không biết công ty nó lớn cỡ nào mà nó thật sự bây giờ đó. À, mà chị hiểu về cái vấn đề là bị hại hay không? À, chị hiểu vấn đề pháp luật Việt Nam hay không? À, mà bây giờ cái số tiền của là gia đình bị hại là giục cho chị là 4 tỷ 530 triệu. À, mà bây giờ kết quả không có. Cái này nó thật sự quý con, mình là người ngoài mà mình nghe thâu ngang. Mình nghe thâu mà cũng cảm thấy là xót xa cho cái gia đình của chị Kim Hà. À, người chết thì cũng là không yên, mà người sống là càng đau khổ hơn. Đấy, bây giờ tôi nói với bà con anh xong rồi bên nghe, ngày nào cũng là lo cái số nợ như vậy, sống cũng là cái là cũng sầu cũng khổ cũng đau rất nhiều cái vấn đề. Alo dạ nghe cô à. Chào em. Dạ chào cô nha. Em có biết tại sao bao nhiêu kênh YouTube mà tôi không lên mà tôi chọn ngay cái kênh của em không? Dạ, thì cô cứ nói à. Không, tôi đang hỏi em á, em biết tại sao không? Dạ. Lợi Nguyễn có số hướng. Chung cái chi chị bí ẩn, chị cũng có một cái ưu ái.
À, bao nhiêu người mà không cho coi cái này mà có lời nguyện là em ra chị cho em coi cái này, đúng không vậy? Chung là lời nguyện là sinh trong bậc điều, cũng là được cái sự ưu ái của chị bí ẩn, cho nên cái này nó thật sự lời nguyện cũng hết sức cẩn trọng. Thấy chị bí ẩn này ưu ái quá trời luôn. Bao nhiêu kênh chị không điện mà chị điện cho em, rồi bao nhiêu người chị không cho coi cái này mà chỉ có mỗi mình em là được cho chị coi cái này. À, được chị cho coi cái này. Đó. Lời nguyện là quá được được chị với ảnh này quá ưu ái quá vậy. Tại vì trước khi mình chưa biết vấn đề gì đó thì mình không nên kết tội bất kỳ một ai. Cũng... Cái này tôi nói thẳng chị với ảnh nè. Tôi phải bé chị từng cái câu từ chị nói luôn. Nha. Ở đây không ai kết tội chị. Đúng không? Cộng đồng mạng không ai kết tội chị. Mà người ta cảm thấy thắc mắc. Thắc mắc là có nhiều cái vấn đề. Chị là một doanh nhân, chị là một người thành đạt, đúng không? Mà chị làm việc trong cái câu chuyện của chị Kim Hà không có được sự rõ ràng. Cái vấn đề thứ nhất là người ta đang thắc mắc. Một doanh nhân mà làm việc như chị thì bản thân tôi, nha, bản thân tôi cảm thấy là cái chị làm việc là cái như là quá thất trách. Chị làm việc mà đến gia đình người ta mà phải đi ăn xin đến cộng đồng mạng mà chị bảo rằng chị không có biết, chị không có hay. Thì đây là một trong những cái tôi thấy rằng bản thân chị làm việc nó thất trách, làm việc nó không có một cái sự mà quan tâm đến những người mà mình bảo rằng mình giúp đỡ. Đã hai cái từ giúp đỡ phải kèm theo gì? Là quan tâm. Nhưng đằng này chị giúp đỡ mà chị không quan tâm thì cái sự giúp đỡ của chị là phải đặt một dấu hỏi lớn. Đúng không? Cái vấn đề thứ hai, người ta không có kết luận, không có kết tội gì chị cả, mà người ta đặt một dấu hỏi. Người ta có quyền mà. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng chẳng có kết luận chị là một người thế này, thế nọ, thế kia, mà tôi được quyền đặt dấu hỏi hay không? Được cho quý bà con. Của chị làm cái số tiền mà 4 tỷ 530 triệu chị làm vào cái việc chi, mà đến bây giờ nhà người ta là cái chuẩn bị ra đường mà không có kết quả gì cả. Bao nhiêu lần vật mộ, số tiền gia đình cũng gửi cho chị rồi, rồi cái như là vật mộ lên để làm chi, mà lúc đấy là cơ quan mà cái khám nghiệm tử thi đó là người ta ở đâu, rồi vật mộ lên không có cái đơn vị mà khám nghiệm tử thi thì tôi hỏi quý vị vật mộ làm gì, rồi khi nào vật mộ, khi nào vật mộ, tất cả cũng không có. Rồi cái vấn đề ở đây bà con cũng đã biết rồi, cái này là kết luận được nè. Bé Kim Linh bây giờ nó đi xe buýt, nó không còn có tiền. Nó không có tiền đây. Chị có biết hay không? Mà chị hứa sao? Tôi sẽ lo cho cháu của tôi đi du học. Lo cho cháu của tôi đó. Nó có một cái... ít ra nó qua bên đấy để nó có một cái môi trường mới. Nó quên đi cái sự đau khổ ở tại nơi này. Bây giờ tôi nói thật sự, cái lời nói của chị nó vẫn còn hành trên không gian mạng. Chị đã làm được bao nhiêu vấn đề... trong 10 tháng qua chị đã làm được bao nhiêu vấn đề? Tiền là trước anh là tiền người ta là mất rồi đó. Mất có nghĩa rằng đưa cho chị mà cái kết quả đến bây giờ là chưa có chi. Thì quan điểm tôi cái cho là tiền đã mất. Mà tập ta mang hay chưa là chưa biết. Chứ tôi thấy là đang có cái dấu hiệu là cũng là sưng phù rồi. Chị bảo người ta kết luận chị mà chị có hiểu vấn đề nào kết luận hay không, và vấn đề nào hỏi hay không? Người ta đang hỏi chị, người ta đang thắc mắc. Không ai mà đi giúp một gia đình mà không ai giúp một cái gia đình nạn nhân mà tôi nói quý bà con mà cái như là yêu cầu gia đình mà đưa cả tiền tí mà không có một kết quả gì. Đó. Đồng tiền nó là cái đồng tiền đi liền khúc ruột. Người ta đã tin tưởng mình, người ta đã dùng dốc tất cả ruột gan của người ta đã tin tưởng mình, người ta giao tiền cho mình. Mà đến bây giờ kết quả như thế nào không cho gia đình biết. Quá trình làm việc ra sao không cho gia đình, hay luật sư mặt ngang mặt dọc thế nào gia đình cũng là bó tay chấm cơm. Tôi hỏi quý vị cái này nó thật sự chị chơi cái gì thì tôi nói là ông trời kia mà ông nhìn ở trên xuống ông cũng ngao ngán hết, chứ đừng có nói là người trần. Đó không quý vị? Giống như em nói đó. Em truyền đạt với cái thông tin này dùm giúp tôi nha. Dạ ok, cô cứ nói ạ. Cái thứ nhất là theo tôi được biết trong những ngày vừa qua đó thì cộng đồng mạng cũng dậy sóng về trường hợp vụ việc này. Và dường như tôi nói quý bà con đó,
cộng đồng mạng là cái này không biết bà con biết hay chưa, cho riêng cái vấn đề mà gia đình đó là mất cả tiền tỷ là tôi nghe cách đây là cái như là nó cũng là hơn một tháng rồi. Mà vì sao quý con? Tôi đang chờ cái gì? Đang chờ một cái là cái gia đình phải lên tiếng, người trong nhà phải lên tiếng, rồi người ngõ người ta mới nghe, rồi người ta mới là có những cái tiếp ứng, đúng không? Chứ còn gia đình không lên tiếng thì nó thật sự mình có biết chăng nữa mình cũng sầu, mình cũng không thể nào mà lên trên không gian mạng mình nói. Đây mang chắc là cầm đèn chạy trước ô tô. Nhiều lúc rồi gia đình nói trời ơi cái này tôi có biết đâu, ông lang thang Sài Gòn, ông lên mạng, ông nó tầm bậy. Tôi nói quý bà con nó thật sự lúc đó tôi đào hố tôi chui hả? Mình đi nói lên là để mà mang tính chất là một cái tiếng nói ở cộng đồng, để giúp được gia đình một cái vấn đề, cái sự gọi là an ủi động viên. Thì gia đình phải mở lời rồi mình mới lên tiếng được quý vị, đúng không?